Chào em, tôi đi uống chút gì đó nhé. Tất nhiên rồi. Tuyệt. Dừng lại, anh đang làm anh ấy đau đấy. Sẽ ra sao nếu bạn tình cờ phát hiện chồng mình là sát thủ chuyên nghiệp? Dừng lại. Nó không hoạt động. Ôi trời. Sẽ là một ngày dài đấy. Tìm kiếm câu trả lời trong Sát Thủ, phát sóng vào 9 giờ tối chủ nhật tuần sau trên kênh Warner TV.